đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật in ở trên máy DataMax i4212e này. Đó là cái thủ thuật đó là mình có thể điều chỉnh được cái vị trí in. Ví dụ như trong quá trình in chắc chắn các bạn sẽ gặp một số trường hợp như việc lật trái, lật phải hoặc là trên là dưới và các bạn không thể nào tác động được tới cái file in hay là cái layout in, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể tác động đến cái máy để đưa ra một cái bản in đúng vừa với khổ giấy kích thước vừa với mình. Thì các bạn xem mình làm nhé. Đây là một con tem mình đang vừa in nha. Con tem này nó đang bị lật lên góc này. Đây là con tem mình vừa in. Giờ mình sẽ thao tác chỉnh trên máy để các bạn xem là mình sẽ điều chỉnh được con tem này qua vào giữa để cho đẹp nha. Rồi đầu tiên các bạn xem màn hình nhá, xem kỹ màn hình. Đầu tiên các bạn muốn là làm là vào menu. Rồi tiếp theo chọn mục print control. Đây, print control nhá, để mình điều khiển cái in đó. Rồi enter để vào. Rồi tiếp theo các bạn di chuyển xuống. Đây, di chuyển xuống nhá. Rồi các bạn xuống custom adjustment nhá. Vào đây để điều chỉnh, enter. Rồi. Đây là duckred là cái độ đậm của mực. Nếu các bạn thấy nó nhỏ quá thì các bạn có thể tăng lên. Rồi, đây raw adjust là các bạn có thể điều chỉnh ở trên xuống. Rồi, mình sẽ vào enter để vào raw adjust. Đây, nó đang là -27, các bạn có thể chỉnh nó lên. Nếu mà các bạn muốn đẩy xuống thì các bạn cho nó âm nhiều hơn nữa. Mình chỉnh lên nha. Ví dụ mình chỉnh lên đó. Mình chỉnh lên gấp đôi lên 50. Ok. Tiếp theo là column adjust. Các bạn vào đây để nhìn dịch sang trái không phải. Và nếu các bạn muốn đẩy sang bên phải thì các bạn đẩy sang bên phải, các bạn giảm xuống tăng lên, nhưng xin lỗi các bạn, tăng lên nha. Đây mình sẽ tăng lên cỡ 30 đi, tại vì cái này đẩy sang phải hơi nhiều. Cái này đang là thằng đo là dot chứ không phải là centimet hay millimet nha các bạn. Các bạn cứ chỉnh vừa với mình muốn. Rồi enter. Rồi các bạn thoát ra. Nó hỏi là các bạn có muốn xây lại cái cấu hình mình vừa cài đặt không, thì các bạn chép chưa. Rồi mình sẽ in thử lại tên cho các bạn xem nó có thể thử sao thay đổi. Đây. Các bạn thấy nó vừa qua một xí à, chắc này mình đó, nó qua này. Nó qua so với cái này. Nếu nó chưa vừa được các bạn vào đây tăng tiếp. Tăng những cái vào custom adjust nha. Đấy. Chỗ này nó chưa đủ lớn thì các bạn có thể tăng lên thêm. Ok. Đây, khó luôn. Bạn tăng lên nữa. Đây, ok, mình in nha. Đây các bạn có thể thấy đó, nó đi ra rồi này. Nếu các bạn thấy nó chưa vừa đủ nữa theo ý của các bạn có thể điều chỉnh theo như lúc này mình vừa hướng dẫn cho các bạn. Với những cái trường hợp mà mình không có thể căn chỉnh được trên layout hoặc file in. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thắc mắc hay những cần các bạn không thể làm được thì các bạn có thể liên hệ với phòng kỹ thuật của công ty Thế Giới Bảo Mật để được hướng dẫn. Xin cảm ơn các bạn.